Em có một ít cái châu Thái, em sẽ chia mã ra để em chia sẻ cho các bác. Đặc biệt cái lô hàng này, em có một ít cái hàng gọi là cái hàng lá nhuyễn, lá kim, hoa bông hoa cực dài, cực siêu hoa, mà chủ yếu nó là màu hoa màu đỏ đốm, đỏ sắc pháo và cam nửa, đỏ nhung. Các bác nhìn cái bông hoa của nó dài không? Siêu dài luôn, siêu dài luôn. Còn cái hoa bình thường ấy thì nó chỉ bình thường ngăn ngắn thôi, nhưng mà cái bông này nó rất dài. Ngoài ra là em còn rất là nhiều những cái loại cây mít bình thường, hoa nó rất là nhiều màu. Em sẽ chọn tương đối cho bác, cho các bác. Đấy, các bác nhìn xem, rất là cái hoa bình thường bông nó chỉ như thế này thôi này. Thế nhưng mà cái bông hoa, cái loại cây lá nhuyễn ấy, bông hoa nó siêu dài luôn các bác nhá. Bông hoa siêu dài luôn. Đấy, các bác nhìn này. Đấy, em sẽ đánh mã từ mã M1, từ mã M1 trở đi. M1 đầu tiên em chia sẻ với các bác rồi, mã M1 là 6 cây 320.000. Thế thôi, em cũng xin phép em không nói màu nhá. Em cho các bác xem cây thôi cho nó. Cái hàng này này, hàng này hàng mít xếp nhá. 2 cây này, 3 cây này, 4 cây này, 5 cây. Cây này là cây mẹ con nhá. 5 cây này, 6 cây này, mã M1 này, mã M2 gồm 3 cây lá nhuyễn giá 280.000. Cây thứ nhất này, cây thứ hai này, cây thứ ba. Hàng này nó chỉ hơi lỗi lá một xíu thôi, không đáng kể nhá. Có cây nó không lỗi xíu nào nhá. Tiếp đến là M3, 3 cây mít là 360.000, mít xếp rụt luôn. 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này, mít ơi là mít luôn, rụt luôn nhá. 3 cây 360.000. Bình thường như cây này em phải bán 250-300 này này. Mà hôm nay 3 cây có 360.000 thôi nhá. M4, 3 cây 320.000. Hàng này hàng mít nhá. 1 này, 2 này, mít thì mít to nha các bác nhá. 3 này. Tiếp đến là M5, 5 cây 310.000, 5 cây là gồm 5 chậu, gồm có 6 cây, có một chậu cây đôi nhá. Con này con sắc pháo cây đôi đây này. Đấy. 1 cây này, 2 cây này, 3 cây này, 4 cây này, 5 cây. 5 cây, M5, 5 cây 310.000. Tiếp đến M6, 7 cây 320.000. Mã này mã mít nhá. Mít này. Đấy, 1 này, 2 này. Tha hồ về trồng. Kiểu gì các bác, Tết thì các bác cũng có một giò hoa đẹp long lanh chơi mà giá có hơn 300.000 này. Bảo hành cho các bác có hoa chơi nhá. Cây nào cũng cuống hoa cũ rồi. Cây 5-6 tuổi, 4-5 tuổi rồi các bác nhá. Cây nào cũng có cuống hoa cũ rồi. Đấy, em này này, em bán đống ấy này. Một đống này có 320.000, mã M6, 7 cây. Tiếp đến M7, 4 chậu. Hàng này hàng mít xếp, 310.000. Chậu thứ nhất nhá. Chậu thứ hai này, chậu này chậu mít rụt luôn ấy, không phải mít xếp, mít rụt nhá. Chậu 2 này, chậu 3 này. Nó cây nó sẽ không đều nhau, cây to, cây nhỏ nhá. Hai cây sau thì siêu to luôn, cầm gãy cả cổ tay em này này. Cái vết này là vết nhà vườn họ pha thuốc nó tan, nó không đều ấy thì nó đọng vào lá nhá. Đấy, cho nên các bác về chú ý cho em. Khi mà mình mà tưới, phun tưới ấy, vết cắt ở đây đấy nhá. Mình phun, mình tưới thì mình sẽ hòa đều thuốc vào cho em. M8 này, 5 cây 280.000 này. Cây thứ nhất này. Bởi vì như vậy đâm ra mới phải bán thanh lý nhá. Có cây bị, có cây không nhá các bác nhá. 3 này, 4 này, 5 này. M8, 5 cây 280.000. Tiếp đến M9, 4 chậu 290.000. Mít nhá. 1 này, 2 này,
3 này. Mã này mã cây to nhá. 4 này. Tiếp đến mã M10. 5 chậu 290.000. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. Mã này mã mít rụt nhá. Tiếp đến M11. 6 chậu 300. Mã này cây hơi to nhá. Cây mít hơi to này, nhưng mà nó bị lỗi lỗi một xíu đây, những lỗi này là khô hết rồi nhá, không sao nhá. 1 này. 2 này. 3 này. 4 này. Về các bác cắt bớt cho em cái rễ khô đi thì nó mới nảy ra rễ mới nhá. 5 này. 6 này. Chứ các bác để những cái rễ nguyên cái rễ dài như vậy thì nó không nảy được ra rễ mới đâu. Tiếp đến mã M12, 5 chậu, của đây là một đống gọi là to tướng sĩ tượng luôn, các bác thử tưởng tượng cho em này. Cái đống này phải vài cân. Cái đống này phải vài cân nhá. 5 cây 310.000. Sao hôm nay em hâm thế, em lại làm cái mã này rẻ quá. 1 này. Cây siêu to nhá. Hôm nay hâm thật. 2 này. To lắm ấy. Đúng là cái đống này phải mấy cân này. 3 này, chả nhẽ đã làm rồi lại sửa lại. 4 này. 5. Một đống các bác nhìn này to lù lù này, 5 cây 310 này. Tiếp đến mã M13. Hàng cái đống này là đống lá nhuyễn nhá. Hoa dài nhá. Hoa to dài nhá. Tiếp đến mã mít rụt nữa này, mã M13. 4 chậu 350.000. Một cây này. Cây này nó sẽ bị hơi bị mất cái đầu lá này một tí nhá. Lỗi vận chuyển, một cây này. Hai cây này. Ba cây này. Cây này nó lá nó cây nó sẽ bị lá nó bị lứt lứt một tí vận chuyển nhá. Mít rụt nhá. Ba cây này. Cây này thì đẹp không sao này, bốn cây này. Tiếp đến cái mã này là mã M14. 5 chậu 300.000. Cái đống này thì em nói thật các bác là đống to tướng này. 5 chậu gồm có 6 cây nhá. Hàng này hàng lá nhuyễn nhá. 1 này. 2 này, chậu này chậu cây đôi này. 3 này. 4 này. 5 này. Tiếp đến một cái đống này là đống M15. 8 chậu. Hàng này hơi lỗi một tí. 8 cây em sẽ bán với giá 290.000. Cây to nhá. 1 cây này. Cây này nó dời này, cây này cây mít nhá. 2 cây này. Cây này nặng phải nửa cân, cây này phải 7 lạng đây này. Cây này phải 7 lạng. 2 này. 3 này. 4 này. 5 này. 6 này. Các bác cứ không cần biết, cứ thấy rẻ là các bác mua. Về đã kiểu gì cũng được một mùa hoa cây chơi. 8 cây hóa ra là thành 9 cây nhá. Cây này anh phải nửa cân này. Mít nhá. Mít rụt luôn đây này. Đây, vàng ở đây 2 cây nữa nhá. Thế là 9 cây nhá. 9 cây 290.000 cái rề này 2 cây mà. Hàng này tất cả mọi những cái đơn hàng mà em vừa quay đến cho các bác là em sẽ bao hàng tất cả là có hoa và bao hàng không bị thối cho các bác nhá. Cho nên là các bác cứ yên tâm.